Đây mình làm mấy con Haya Tuo chạy chảy bít tông luôn, tỷ số nén nó lớn quá. Mình cho cái khí nén màu lớn quá, nén nó tới cái gì bao nhiêu ta, một cả ký hai sao. Cho anh em coi cái trái bê tông nó bị chảy nè, nổ cái này là chảy luôn nha. Đó. Không phải mà dường như mình bể trái hay gì kia do tỷ số nén không, cái này nó phần nó cũng nóng quá, tông nó chảy cái lớp bạc hơi thứ hai đứt luôn, lớp bạc nhớt đứt luôn, còn lớp bạc cái trên nó cong luôn. Cho tỷ số nén quá mà thầy anh kéo rác quá, kéo red line không, từ số 1 luôn, chịu không nổi. Này động cơ turbo là phải kéo từ số 3 rồi mới kéo mắt bit red line được, còn không cần thiết red line số đầu. Quen rồi, lên xe là đóng hết ga, hết ga mới đã. Đi Haya Tuo nó chịu không nổi. Mình thay 4 trái bít tông zin khác, thì mình có đặt đúng ra cái xe này phải đi 4 trái bít tông đồ chơi, 4 trái bít tông gọi là bít tông nén dành cho cái động cơ turbo. Nhưng mà mình lại đi cái bít tông zin cho nên á mà mình khai thác tối đa của nó quá, tối đa công suất của nó quá cho nên nó chịu không nổi. Đó. Thì cái này nói chung là mình cũng không quan trọng đâu, mình chơi banh cục máy mà mình lấy cục máy khác mình gắn lên. Không quan trọng nữa. Tại cái cục máy này á, là máy rất là đẹp, máy zin. Nhưng mà lúc mà mình lấy hôm bữa mình mở máy cho anh em coi là người ta không có chịu thay nhớt á. Đó, nhớt nó cũng cũ quá, nó làm cái động cơ nó hơi xuống. Đó. Chơi đã thay cái cục máy 212 lên vẫn kịp. À, chung là gì cũng có. Riêng động cơ bên sang phạm gì cũng có. Anh em muốn mua cái máy nào cũng có sẵn. Anh em cần cái máy nào mình cũng có hết. Đó. Và máy bên mình đó toàn là máy ken không à, máy mới không à, chứ không phải máy mà giật cà đuổi. Cái xe nó giống như bị hư điện đổi Việt Nam á, xong rồi người ta sửa không được, hay là máy bị gì đó người ta bán động cơ cho anh em về. Mình cũng thử mua rồi, đồ rẻ rồi, trời ơi về xài không có được. À làm máy là ngon hơn cái động cơ đó nữa. Mình bán máy là máy phải tầm 10.000 trở xuống mình mới bán. Về anh em chỉ là xài thôi, đồ phải mới ken. Đó. Chứ còn máy mà mua về sửa lại nó dảo rồi, giống như cà phê anh em muốn nước 1, nước 2 rồi, còn mình tới nước thứ 3, thứ 4 rồi, còn mùi vị gì đâu uống. Cục máy nó cũng vậy, cái lúc mà nó dảo rồi chạy gì nữa chạy. Cái đó anh em phải hiểu vấn đề đó. Rất giùm anh nha. Dạ anh được. Hư hỏng quá vậy. Hiện tại đâu có được mở đâu. Hư hỏng quá. Bên mình á gì cũng có. Ốc zin mà mình rã xe nè. Anh em nhìn là hốc đại nắm lên nè, anh em nhìn ốc zin nè. Đó. Này là cao su đùm của Z1000. Anh em thấy không? Nó mới ken như vậy nè, chưa có mòn chưa gì hết. Đó. Vậy mới đáng bán. Cốt rồi, cốt máy nè, thấy không? Thấy không? Cực kỳ đẹp. Cốt bánh xe. Cục canh. Máy này cục canh máy tại mình rớt máy nhiều quá nên có.
đó, ốc ép ốc zin mà cỡ này đó, ốc máy có, ốc gì cũng có. Mở đèn lên. Em ơi, em phải đăng hàng 7 nha. Rẻ nhất là phải 6 mấy triệu mới bán. Tại cặp bánh xăm đồ chơi á, đồ gì cũng mới hết trơn á, đồ chơi nhiều lắm đó nha. Dạ, 6 mấy triệu mới bán. Mở đèn lên, mở đèn lên, mở đèn lên. 650 anh. Kawasaki. Kawasaki 68 triệu. Với một cái nữa mình muốn nói với anh em rằng là cái lọc gió nó rất là quan trọng đó. Anh em cứ nghĩ lọc gió sao không được, ra ngoài chợ mua mấy lọc gió Trung Quốc giống như đây nè, lọc gió này lọc gió xe hơi mà không phải lọc gió xịn, mình mua ở trên Lazada về mấy cái gì 300 mấy hay 400 mấy vậy, không phải lọc gió xịn Canon. Zin của nó lọc gió Canon nhưng mà mình thấy nó nhỏ quá, mình cho anh rồi đó, thì mình gắn lọc gió lớn này vô thì mình chạy á, lúc mình mở động cơ ra mình mới thấy ha, là nó bị nhâm cái miệng xúc bắp hết, thế là hạt bụi nó vô á, lớn á, nó, lúc mà xúc bắp nó đóng lại á, thì nó làm nhâm cái miệng xúc bắp hết, nó sẽ không kín, nó bị rịnh nhẹ xăng, khi mình thử xăng nó bị rịnh nhẹ ra, nó không kín hơi, thì đó thì càng ngày cái thứ hai nữa là nó sẽ bị bạc, nó mau xuống nè, phần nhớt không chịu thay nè, cũng mau xuống bạc, rồi cái dàn lồng nó cũng mau bị xước ha, xúc bắp thì nó bị hở không kín miệng đó, cho nên là anh em cần phải thay một cái lọc gió Canon xịn để cho nó lọc bớt cái phần mà cái hạt bụi lớn á, nó không có cho phép vô, quan trọng lắm á nha, chứ không phải không quan trọng đâu. Làm gì cặp giới thiệu qua cái turbo luôn, trợ lực xì dầu hết ta, quên, đây là cái cool air gì đó, nói chung là cái bô air thì được hàn nhôm lại để mà nó nén khí ở trong này, nó dẫn vô bốn máy đó. Đây là cái co chính từ cái ống dẫn từ cái turbo á, nó lên co chính đây vô bốn đây. Thôi làm lại coi đó, cho lên đường được rồi đó. Với lại mình gắn thêm bốn cái bát phụ nữa, bốn bát phụ được điều khiển bởi cái robot này, thì nó theo cái lượng hơi mà vô trong cái buồng đốt thì mình sẽ chỉnh, mình set nó ở một cái lượng phun xăng thích hợp à. Chứ mình không có can thiệp vào IC, không có map bung gì lại hết, không có tăng vòng tua, không có làm gì hết đó, chỉ là như vậy thôi. Con xe này là đời 2006 hay là 7 nè. Tường đen gấp đen. À, form vẫn cũ. Từ đời 1999 cho tới đời 2007 nó là một form. Thì từ đời 2004, 2005 trở lên mới nó xài. Nó xài cái bơm xăng trong cái bơm xăng như bây giờ đó.
còn đời trước thì nó xài cái bơm xăng rời ha, xài bơm xăng rời. Thì cái con xe này nó ok, mạnh, ngon, thì động cơ nó giống nhau hết. Thấy đời 2008 trở lên thì nó hơi khác một chút, từ dàn điện cho tới dàn dàn đầu của nó sẽ đường ra và đường vô của nó khác chút, với lại cái dàn điện nó sẽ khác chút, chứ còn phần dưới nó cũng na ná giống nhau. Thì 2008 trở lên á, cái từ cái đời 2007 trở xuống á, thì cái vòng tua nó là 11.300 vòng hay là 11.300 vòng, 11.300 vòng chúng ta hay là như vậy. Thì cái đời 2008 trở đi á thì nó được 12.300 vòng lận, nó sẽ hơn 1.000+ vòng, cho nên là hợp kim đồ của cái đời 2008 trở đi nó sẽ tốt hơn nha, nó sẽ tốt hơn đó, là so của nó cũng sẽ cứng hơn một chút đó. Thì nó mới quay cái vòng tua cao hơn được 1.300 vòng á, nó cả là một vấn đề đó, chứ anh em không nghĩ đừng có đơn giản. Nó cả là một vấn đề. Khách hàng bác ơi. Hình như mình nhớ cái đời này chỉ được 10.300 vòng thôi. Thay body không? Thay brick vô ha. Dứt luôn đi. Thời buổi này mà chơi body ấy là xưa rồi. Chơi body brick 4 chấu. Giá rẻ, ngon. Cứ chơi đi, còn trẻ mà. Cái R1 lấy của cục máy R1 lấy về chứ. Luộc cục máy R1 mới mình hả? Cục máy R1 mới hả? Body này body zin. Này để dành xài. Anh đang mua con 1.000 lại. Đang gom tiền mua con gà đít 1.000 lại độ thơ bầu luôn. Chơi là chơi nét như vậy. Phải có một con này con kia chứ đúng không Phong? Mã đít hả? Mà ít độ turbo hả? Bắt đầu rồi. Bán con cào cào em mua mở ít. Mấy cái xe nhỏ nhỏ chơi một chiếc thôi. Thì là mình rất là bận, vẫn dành thời gian ra để làm mấy chiếc tay ga gắn nồi cho anh em thôi, chứ con không có nhận làm sửa chữa gì đâu, cực lắm. Bắn nồi cho anh em rẹt cho thôi, làm cong lưng rồi. Bán đi được 50 bộ rồi đó, bán được mấy chục bộ rồi đó. Đó, ta mua toàn là người mua là mua thêm không, cực kỳ ngon. Còn độ bền đó thì giờ mình đã bao tới mức vậy rồi. Mình chứng minh được 60% rồi đó. Ngon, không giật, không hú. Ok không anh? Dạ. Bị hụp là do xăng gió của anh đó, chứ đâu phải do cái nồi. Cái nồi là nó bắt hơn thôi. Còn cái hộp là xăng gió. Nồi bắt rồi đúng không anh? Ngon, ngon. Ngon anh. Cái xăng gió với anh coi lại buri á. Mấy cái đó anh phải bảo dưỡng lại. Dạ.
Nè Khanh, chạy thử coi nó có dễ tắt máy không, tắt máy tăng ga anti lên chút. Là anh lên ga gấp á hả? Lên ga gấp nó bị hụp hả? Bô e anh. Còn xăng không? Tôi còn xăng không? Xăng bơm không? Có còn xăng không? Làm mấy mình xăng rồi nó chưa. Lên đây nữa. Đẩy lên đây nè. Đẩy lên đây mở cái cốp lên coi lại cái bộ bét coi. Phải ngon anh, không ngon sao lấy tiền ra được. Mở kiểm tra lại buri với cái bét cho ảnh đi. Đồng tiền nhà bá ha, đồng tiền giống bằng đồng tiền của đu luôn á. Kêu mở lên coi kiểm tra lại buri với lại bét mà cứ đề lì thì coi cái buri á, coi buri trước đây. Mở coi chụp buri coi nó có bị rớt không kìa. Hôm bữa anh em nhớ là nhớt nó đóng đen thui hết luôn không? Đó. Thì mình có rửa vệ sinh lại, thay nhớt lại chạy ở đây nè. Nó đâu có bám nhớt đen lên nữa đâu. Nên nè. Nên là thay nhớt đúng định kỳ. Em nghe anh ơi. Có tài xế chạy nó sợ công an bắt, nó nói màu hồng. Màu hồng trung tình ghét sự giả dối. Sợ công an thổi. Dạ rồi. Dạ rồi. Màu gì vậy? Màu hồng luôn hả? Để mua ra màu hồng luôn hả? Ok. Cặp phục trước màu đen, cặp mâm màu đen. Dạ, màu đen luôn. Rồi màu cái lóc là màu đen mờ hay là đen bóng anh? Chắc đen bóng. Dạ, còn cái mâm, còn mâm đen bóng hay đen mờ? Đen bóng luôn hả? Ok. Ok anh, rồi. 3 ga màu đen bóng luôn. Ok anh, rồi. Chắc nãy để ngoài nước vô rồi. Ok. Cái gì? Ga xịt khô lại để em kêu nó. Kiểm tra đi em. Cái gì? Ga coi xăng. Để ai rảnh không? Cái này của anh tay cho nhanh. Rồi. Để anh kêu một kinh nghiệm 10 năm coi. Kinh nghiệm mười mấy năm trong ngày ra coi xịt puri lại puri nước cái với lại cái bình xăng á nó xả xăng dư ra nãy để ngoài mưa á xe đó của khách mới mang qua chưa có bảo dưỡng gì hết. Ừ.
đó đó đây 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 đó biết mùi nước thì mùi xăng. Không, mua đi đầu dài á. Mùi xăng nó kêu mùi nước. Đề nó mấy cái bịt cái lỗ lại cho nó văng cái dơ ra ra ngoài đi nha. Rồi, rất xấu. Rồi, khó mà. Nói ảnh là em thay cái buri khác cho anh. Giấc 8. Không đủ rồi. Không có lấy tiền. Tại buri đó cũng buri cũ của mô tô. Em thay cái buri của mô tô qua cho anh á. Em không có lấy tiền anh. Cũng là buri cũ còn xe tốt. Buri nó có hai loại anh. Buri của SH Việt Nam nó rẻ hơn buri SH Ý. Cầm cái chân buri thử có lửa không? Cầm lên. Đút ngón tay vô. Tính làm quen hay. Dặn ra, lấy kìm dặn nó ra đừng có bách. Đây. Ủa sao gắn được hay vậy? Thêm thằng ngáo nữa. Điện nó đi chậm quá hả? Giật được. Giật cả 2 giây. Nó mới hề. Nó sợ mày thiệt. Ghê thiệt. Nó xử lý chậm quá mà. Sáng giờ có mở ốc ra mở ốc vô mấy lần không? Nó sợ mày luôn á. Đề xíu nữa à. Đó nó rồi đó. Gì vậy? Tắt đề lại. Tắt. Bật lại. Rồi tắt luôn, mở cái bộ béc ra. Béc dưới bướm gắn coi có đúng không? Có hở không? Anh nghĩ là chưa dặn, chưa siết co hay là gì đó. Nó hở ron rồi đó. Trong xe đó, nó kêu nổ hồi đó. Nó kêu vậy, nổ hồi đó rồi. Hả? Anh Cam hả? Đó. Cho em cái gì đó. Đâu nổ máy anh nghe coi. Chưa. Thử có lửa chưa? Cái dòng máy này nó có tiếng kêu vậy đó. Coi coi thâm nhớt coi còn không. Kêu nó dựng đứng lên nghe thâm nhớt coi. Cái dòng máy cái tiếng nó vậy á.
ví dụ như xe mới thì nó đỡ hơn, những xe cũ thì nó vậy thôi, nó rạo hơn chút vậy thôi. Máy nó ship máy nó vậy, tắt tắt đi lấy pin gọi coi chứ nhớ còn không. Máy hơn 300 ngựa. Mình bên gara của mình build nó lên. Zin nó là 170 mấy ngựa, build nó lên trên 300 ngựa. Nó là như vậy đó. Zin của hai gia nó chỉ có 4 bét phun thôi đó. Thì mình thêm 4 bét nữa. Có nhiều cái người sẽ xài cái điều khiển bét 4 bét phụ nó khác. Thế là bên một thêm một cái ECU nữa. Thiếu nhất hả? Chậm nhất gì? Mang ra kiếm 3 bình nhớt thay cho nó luôn đi, là nó êm hơn à, chạy xe không thay nhớt á. Trong này nè, cái nhớt trong cái bình lớn ấy đó. Ừ, lấy ra. Trời trời. Come on.